Nối tiếp series Iruma, Rimuru Sensei gọi câu kia. Trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng hiện tại bên phía của thập tam quan, những kẻ đứng đằng sau vụ Iruma bị lộ là con người, thì Rimuru giờ đây đã chính thức can thiệp vào quá trình kế hoạch của mình khi ở thế giới này, đó là giúp cho Iruma trở thành ma vương. Và hiện tại, để làm được điều đó thì chính Iruma cần phải tự mình xử lý những mầm họa của thế giới ác ma của mình. Nhưng vì hiện tại, tính tình của cậu còn rất non trẻ, thế nên Rimuru sẽ chỉ dẫn đường lối cho Iruma. Vậy thì sẽ chỉ dạy như thế nào? Thì mọi người hãy cùng mình xem trong video của ngày hôm nay nhé! Mình lưu ý rằng, tất cả những gì từ trong chapter đều chỉ là ngoại truyện, vẫn chưa được tác giả chính thức xác nhận. Ma vương Dekila, ông ta là người mạnh nhất ma giới ở nơi này. Tính cách tinh nghịch, thoải mái, không cầu danh lợi, địa vị, hết lòng vì con dân của chính mình. Đó chính là lý do tại sao ông rất không ưa những kẻ ngồi ghế thập tam quan, quá chi là cứng ngắc cũng như không thoải mái. Hai người mà Dekila ưa thích ở ma giới chỉ có Sullivan và Poro mà thôi, bởi vì cảm thấy ma giới đã ổn định hơn trong quá khứ rất nhiều. Thế nên Dekila cảm thấy bản thân của mình nên sống với mong muốn của bản thân. Chính xác, Dekila đã chọn cách biến mất và để lại mọi thứ cho người mình tin tưởng nhất, đó chính là Sullivan. Trước khi đi, Dekila đã để lại một món bảo vật mà ông ta thường xuyên mang theo bên người trong quá trình làm ma vương, đó chính là chiếc nhẫn ác thực. Hay nói chính xác, đó là chiếc nhẫn mà Iruma đang đeo. Nhưng vì khoảng thời gian quá lâu trước khi Iruma đeo vào thì nhẫn ác thực đã mất đi ý thức một khoảng thời gian. Chỉ nhớ sức mạnh của nhẫn ác thực Ali đã tạm bị quên lãng và phong ấn đi nguồn ma lực nòng cốt, mà hiện tại chỉ có thể đi hút ma lực để sinh sống. Ma lực bên trong chiếc nhẫn đã trở về hình dạng thấp nhất của nó, và chỉ khi Iruma càng ngày càng tăng hạng cho đến khi đến hạng cao nhất thì Ali sẽ từ từ nhớ ra tất cả mọi thứ như sức mạnh hay vị chủ nhân của mình, đó là Dekila. Ali là tất cả sức mạnh của ma vương, còn cái tên của Ali từ đâu mà ra? Ali Red, đọc ngược sẽ là Dekila. Đây là cái tên mà Dekila ngầm ngụ ý rằng chiếc nhẫn này là của mình và nó mang sức mạnh của ma vương. Nó là toàn bộ tất cả sức mạnh của ông. Nó hiện tại đã bị phong ấn. Hiện tại, cấp bậc của Iruma là 5 và Ali cũng một phần nào đó cảm giác như mình có nhiệm vụ cần phải bảo vệ và chăm sóc cho cậu bé này. Cứ như thế, nó đã ở sâu bên trong tiềm thức của Ali rồi vậy. Nếu Iruma càng lên cấp thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng sáng tỏ. Dekila trong quá khứ đã phát hiện ra cách để biến mình trở thành một con người hoàn toàn, và cách để Dekila có thể biến lại thành một ác ma lần nữa, đó chính là chạm vào chiếc nhẫn ác thực của Iruma. Nhẫn ác thực chính là nòng cốt của tất cả mọi thứ. Dekila đã đến với thế giới con người, một nơi mà các ác ma và các thần dân của mình không bao giờ biết mình ở đâu. Ma giới với Dekila rất quan trọng, thế nên việc ông rời đi không có nghĩa là ông không lo lắng cho ma giới. Ở trên thế giới loài người, nơi đây là một nơi khác xa hoàn toàn với các ác ma, một nơi có nhiều thú vui giải trí, bình yên đến lạ thường, và Dekila đã quyết định sống ở thế giới loài người một khoảng thời gian. Ở đây, Dekila đã quen biết một người phụ nữ có tính cách khá giống mình. Kể từ đó, lần đầu tiên trong đời Dekila cảm giác như mình cũng cần một thứ gì đó như là tình yêu. Cả hai đã chung sống với nhau và sinh ra được một người con, tên của đứa con đó là Iruma. Lý do vì sao Iruma sinh ra là thuần nhân loại là vì cơ thể hiện tại của Dekila là con người. Vậy nên, Iruma được sinh ra trong một trường hợp hết sức đặc biệt. Cậu nhóc dù là con người nhưng vẫn có một thứ năng lực đặc biệt từ người cha. Đó chính là lý do tại sao mà Dekila sau khi có Iruma, ông ta đã quyết định rèn luyện cho cậu bé để chứng minh điều suy luận của mình là đúng khi ở thế giới con người. Quả nhiên, mọi thứ là thật. Ông muốn con trai của mình sẽ tiếp quản ma giới và xây dựng ma giới theo cách nó muốn thế. Nên Dekila đã thay đổi đi một phần ký ức của Iruma, bị lệch lạc rằng cậu bị ba mẹ bỏ rơi, tự mình sinh sống rồi lại bị bán cho một ác ma. Ác ma đó lại là người quen, ông ta là Sullivan cận thần mà Dekila tin tưởng nhất. Dekila nói rằng Sullivan hãy nhận Iruma làm cháu trai, bồi dưỡng nó ở ma giới sinh sống và lớn lên. Đương nhiên, tuyệt đối không thể để lộ tung tích mình đã trở thành con người. Đó cũng là bí mật lớn nhất mà Sullivan luôn luôn che giấu với tất cả mọi người ở ma giới. Đến cả hai bạn già Tam Kiệt cũng không hề biết. Mọi thứ mà Iruma có được nhận ác thực, sinh sống ở Barbie, cho đến mọi thứ đều là do Sullivan sắp xếp để cho cậu có một cuộc sống mới. Còn Rimuru gặp Dekila ở đâu? Đó là sau khi bước qua thế giới này, Rimuru đã đến với thế giới loài người ở đây. Lúc mà Xiao đang quét tất cả mọi thứ lại phát hiện ra một người tuy là con người nhưng lại có khí chất của một ác ma. Mọi thứ đều không thể lừa được Xiao. Từ đó Rimuru đã đến làm được với Dekila và ông ta đã kể hết mọi thứ với Rimuru. Rồi sau đó nhờ Rimuru đến ma giới để dạy dỗ người con trai Iruma của mình, giúp nó trở thành ma vương kế nhiệm. Lúc mà nó trở thành ma vương, Dekila sẽ trở về ma giới.
Đó chính là tất cả câu chuyện mà Rimuru đã nhận được sau khi đến thế giới này. Để làm được điều đó, Rimuru cần phải giúp cho Iruma có được sự hậu thuẫn của ba thế lực mạnh nhất hiện tại ở ma giới này. Một là Tam Kiệt, hai là thủ lĩnh của anh hùng, và đó lại là gia tộc của Bachiko, và ba, đó là ma thần. Còn với chiếc nhẫn của Iruma, lúc mà Rimuru truyền sức mạnh của mình vào chiếc nhẫn ác thực, Rimuru đã nhờ CL phân tích chiếc nhẫn. Quả nhiên, nó mang sức mạnh của Dekila. Nếu để cho CL có thể phân tích và hoàn lại chiếc nhẫn thì nó sẽ không giúp ích cho Iruma, mà Rimuru muốn Iruma phải tự mình đi thăng hạng của mình lên cấp cao nhất, đó là 10. Từ đó sức mạnh của nhẫn ác thực, hay nói chính xác hơn, Ali sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ. Sức mạnh trong nhẫn ác thực cũng chính là thứ sức mạnh của ma vương mà cái tên ba nằm trong thập tam quan luôn thèm khát, và hắn vẫn chưa nhận ra điều đó. Hắn luôn cho rằng ma vương thực sự đã chết và hắn cần hồi sinh lại ma vương nhằm để mình có thể thực hiện được ý định của mình trong những năm tháng nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Ngay tại bữa tiệc của thập tam quan và tam kiệt ngày hôm nay, sau khi chứng kiến mọi thứ từ cái tên ba kia, từ việc hắn cứu công chúa ma thần, gian dựng lục chỉ chủng ở bên cho đến màn anh hùng cứu mỹ nhân và xóa đi ghế của ma vương. Thế nên, Rimuru đã quyết định để cho tất cả bọn họ biết ma vương vẫn còn tồn tại bằng cách bộc phát ra bá khí của ma vương Dekila khắp căn phòng, làm cho tất cả mọi người đứng ở bên trong phải sửng sốt. Sullivan thẫn thờ, đó có phải là ngài ấy đã trở về? Cả thập tam quan đã nhanh chóng quỳ xuống, kể cả là cái tên ba kia, hắn cũng sững sờ. Khoan đã, chẳng lẽ suy đoán của mình là sai, ma vương không hề chết đi ư? Tuy nhiên, lúc hắn quỳ xuống, hắn ta lại nhìn thấy cơ thể của Iruma lại phản ứng với bá khí này, làm hắn ta lại chắc chắn rằng bá khí là do Iruma phóng ra. Rimuru cũng chỉ là bộc phát ra chỉ trọn vẹn có 2 giây, rồi sau đó làm tan biến nó đi. Hiện tại, Rimuru vẫn chưa nên hành động quá sâu vào nó, bởi vì Iruma hiện tại vẫn chưa trưởng thành để có thể gánh vác mọi thứ. Việc bỗng dưng có khí tức của ma vương đã làm cho cả gian phòng xôn xao. Nhưng ngay lập tức, Sullivan đã trấn an tất cả mọi người rằng ngài ấy đang ở một nơi nào đó, ngài ấy nhất định sẽ quay về. Thế nên lời nói của ba đã hoàn toàn bị bãi bỏ. Mặc dù bữa tiệc có chút rắc rối, nhưng tên ba đã đạt được ý định của mình, đó chính là có sự hậu thuẫn của công chúa ma thần Sura, chỉ như thế là đủ đối với hắn. Một vài ngày sau sự kiện thì bên phía của Tam Kiệt và các tam quan đã bắt giam tên thực vương kia, nhưng hắn ta dường như vẫn bị rối loạn. Còn bọn họ lại gặp phải một chuyện phiền phức khác, đó là việc khiến cho thủ lĩnh của Tam Đại Anh Hùng nổi giận. Ông ta đã gửi đến một bức thư đe dọa. Bọn họ không hề phản đối việc Bachiko còn non nớt nên không thể tiến vào thập tam quan, nhưng lại muốn phế đi chức ma vương để rồi ném cho Bachiko chiếc ghế trong đó. Như thế, có thì ngồi, còn không thì biến đi. Đó là một sự sỉ nhục. Và thế lực Tam Đại Anh Hùng này lại là một thế lực ngang hàng với Tam Kiệt và Ma Thần. Nếu như bọn họ tức giận thì ma giới sẽ xảy ra hỗn loạn, nên Tam Kiệt đang tính sẽ đi giảng hòa và xin lỗi Bachiko. Nhưng có ai ngờ rằng nhóc Iruma đã vô tình giảng hòa cho cả hai bên, và thủ lĩnh của Tam Đại Anh Hùng cùng với Bachiko đã quyết định từ chức đại thủ lĩnh để nhường lại cho chính Bachiko. Hay nói đúng hơn, Bachiko vừa là người có quyền nhất của Tam Đại Thủ lĩnh, vừa là người trong thập tam quan. Sau vụ việc đấy, Rimuru cũng đã nghiêm túc hơn trong kế hoạch của mình. Iruma đã trở lại trường học bình an. Rimuru lần này sẽ giao cho Diablo nhiệm vụ bảo vệ an nguy của lớp cá biệt, còn mình sẽ bắt đầu bắt tay huấn luyện cho đám nhỏ. Bước vào năm 2, các học viên của lớp cá biệt đã được các thầy cô dạy dỗ những cách thức từ kỹ năng dòng dõi của mình để tấn công. Bọn họ sẽ tham gia những cuộc thi thăng hạng lần lượt như lễ hội khiêu chiến, lễ hội đối chọi, lễ hội sưu tập, lễ hội tranh đấu cấp cao, lễ hội đồng đội, lễ hội tin tưởng, tất cả những lễ hội ở trường để thăng hạng vượt bậc. Nhằm giúp cho sức mạnh của nhẫn ác thực trở lại ban đầu thì cần phải giúp cho Iruma có thứ hạng cao hơn. Đầu tiên là việc nâng cao sức mạnh chiến đấu. Các thầy cô trong trường học Barbie đa phần đều là hạng 7 và chỉ Opera, Sullivan và Ba Lam là 3 người hạng 8. Các thập quan đồng hạng là 9 và các tam kiệt là hạng 10. Riêng Sullivan, hạng hiện tại của ông là 9, nhưng do Sullivan không hề muốn thăng hạng của mình lên 10. Vậy để cho Iruma tăng lên max hạng quả là một khoảng thời gian rất là lâu. Nếu như thế thì bắt buộc trong mỗi cuộc thi Iruma đều phải là người giành chiến thắng. Hiện tại Iruma là 15 tuổi, số tuổi vẫn còn quá nhỏ để gánh vác mọi thứ của ma giới. Với lại thằng nhỏ nó quá chi là ngây thơ trong thời điểm hiện tại, trái ngược hoàn toàn với chu kỳ ác của nhóc ta. Thế rồi sau một thời gian, việc để cho Diablo xuất hiện một cách tự nhiên hơn như thể là một giáo viên thật sự thì Rimuru đã nảy ra một ý tưởng rất là táo bạo. Đó là cậu đã nhờ CL sáng tạo ra một kỹ năng để cưỡng chế xuyên Ranga bước qua thế giới này. Chính xác, Rimuru đã kéo Ranga qua thế giới mà mình và Diablo đang ở, để cho Ranga đóng vai trò như là sử ma của Rimuru. Còn hiện tại,
Diablo, hình dạng thật sự của cậu gần như là chưa ai phát hiện ra ngoài Alice cả. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy Diablo ở hình dạng chibi mà thôi. Vậy nên, Rimuru đã đề xuất với Sullivan nhằm muốn giới thiệu một người trở thành giáo viên mới của riêng lớp cá biệt, đó là Diablo, và điều đó đã được Sullivan đồng ý. Chưa hết, Rimuru cũng đã nói cho Sullivan tất cả mọi thứ khi mình đã gặp gỡ Dekila như thế nào. Như thế là Rimuru và Sullivan đã có một thứ chung hiện tại, đó chính là bảo vệ và giúp cho Iruma trở thành ma vương. Ranga lúc mà bị cưỡng chế triệu hồi đến đây, anh sói nhà ta sốc ngang lắm. Thưa chủ nhân, ngài vậy là đã cùng Diablo đến đây hay sao? Tại sao ngài lại không cho ta đi cùng chứ? Ấy, chuyện này dài lắm, ta sẽ kể cho ngươi nghe sau. Ta cần ngươi đóng vai một chút nhé. Nhớ là trước mặt mọi người ở nơi này, đừng có lên tiếng đấy. Vâng, thưa chủ nhân, được gặp lại người trong thời gian lâu như vậy, quả thật làm thần có chút vui mừng. Anh chàng Ranga này còn sủa sủa vài cái nữa chứ. À mà lúc này, bỗng dưng Rimuru lại nhớ lại cái trò mà trước kia mình từng suy nghĩ. Lấy sói của mình để chơi với sói ba đầu của ông thầy Sullivan kia. Không biết ông ta sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Sau khi nói cho Diablo xong về việc Diablo sẽ trở thành giáo viên, thì anh Diablo nhà ta mừng lắm. Thần làm giáo viên ư? Cái này cũng khá thú vị đó. Cứ giao cho thần, thần sẽ quản đám nhóc đó ra trò. Sáng ngày tiếp theo, ngày hôm nay, Rimuru đã cùng Sullivan đi đâu đó để nói chuyện về chuyện của Ma Vương. Thế nên ngày hôm nay chỉ có Diablo và Opera đi cùng Iruma mà thôi. Ngày hôm qua, lúc anh Diablo gặp Opera, hai thánh này lại cứ như thể có thứ gì đó cũng khá là chung. Phu. Rất hân hạnh, ta là bề tôi trung thành của Rimuru-sama. Opera ngạc nhiên. Nghe những gì ngươi nói như thế, vậy ngươi là quản gia của Rimuru-san sao? Rimuru-san đã ở đây lâu như vậy, ta không hề biết đến đấy. Ta đến để thực hiện nhiệm vụ mà ngài ấy giao cho, đó là giúp lớp cá biệt trở nên mạnh mẽ. Ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc chủ nhân cho ta một khoảng thời gian. Không có gì, ta chỉ là thực hiện nghĩa vụ của mình mà thôi. Thế rồi Diablo lại tìm thấy một đồng đội mới. Diablo còn không quên Pearl rằng sau này có muốn trở thành dưới trướng của ta và phục vụ sự vĩ đại của Rimuru-sama không? Nhưng đã bị Opera từ chối rằng anh ta chỉ phục vụ cho Sullivan. Nhưng Diablo cũng không ép quá nhiều. Để Diablo đánh giá năng lực thì Opera này khá ok so với đám ác ma Diablo đã gặp ở đây. Dù gì anh cũng là ma vương và một ác ma thủy tổ của Tensura cơ mà. Nhưng vì cả hai đang làm chung một chỉ hướng, làm chung một nhiệm vụ, nên tạm thời cả hai sẽ coi nhau như đối tác. Còn hôm nay, cả Diablo và Opera bước cùng nhau đến trường đã làm cho cả trường náo loạn. Khi đã đẹp trai, giờ đây nhân hai. Này này, mọi người nhìn kìa, người đó lại thế. Mái tóc đen, cả người toàn màu đen. Đôi mắt của ngài ấy thật đặc biệt, nhìn đôi cánh của ngài ấy cũng đặc biệt không kém. Đám con gái thì lại kiểu, ôi đẹp trai quá, xỉu, muốn xỉu luôn rồi. Xin hỏi, anh là ai cho em làm quen? Ấy vậy mà Opera và Diablo đi thẳng luôn, lại là cái con như ốc sên kia ra bày tỏ. Sau khi đến nơi, Opera cũng đã giới thiệu cho các giáo viên rằng Diablo là do chính Sullivan và Rimuru giới thiệu, một ác ma cực kỳ mạnh để làm giáo viên dạy chiến đấu thực tiễn cùng với mình cho lớp cá biệt. Ban đầu đám thầy cô nhìn có hơi sốc, bà Lam thì cũng đã tiến đến để kiểm tra xem Diablo có phải là kẻ muốn hãm hại trường hay không. Rồi cả Kalego lại nhìn Diablo với một thứ gì đó rất quen thuộc, cứ như thể đã từng gặp và thấy ở đâu rồi. Ngày hôm đó, cả Opera và Diablo đã bước đến lớp cá biệt. Hân hạnh, ta là Diablo, là bầy tôi trung thành. À không, là Diablo Sensei của các ngươi. Từ ngày hôm nay, các ngươi sẽ bước vào nơi thống khổ dưới sự dạy dỗ của ta. Và rồi những tiếng la hét thất thanh đến từ combo hai thầy giáo quản gia đã khiến cho tất cả bị hành mỗi ngày. Trở lại về phía bên kia của Rimuru, cậu đã đến vị trí của cô gái Sida kia để khiến cho cô ta nói hết ra mọi thứ liên quan đến lục chỉ chủng. Rồi sau đó bắt đầu nhờ Ranga bí mật giám sát đám lục chỉ chủng. Tiếp theo đó, Rimuru đã biết về Tam Đại Anh Hùng và tộc Ma Thần và cả Tam Kiệt. Với Ma Thần, công chúa Sura là người đứng đầu, nhưng cô gái đó dường như có suy nghĩ rất là ngây thơ, vẫn còn là trẻ con. Và các ma thần khác đều có một số người đều phản đối. Iruma trước đây có quen biết với một vị ma thần ngay tại lễ hội thu hoạch. Và Iruma cũng có sự hậu thuẫn của thủ lĩnh Tam Đại Anh Hùng và một Tam Kiệt là Sullivan. Trong sử sách của ma giới ở nơi này, ma vương đời tiếp theo là một người ngoại lai, mang bản tính khác hẳn hoàn toàn so với ác ma ở nơi này. Và Iruma chính là người đầy đủ mọi yếu tố để trở thành ma vương đời tiếp theo. Lúc mà Rimuru đang điều tra thì cậu nhớ ra một chi tiết trong buổi lễ vừa rồi. Đó là thứ vũ khí mà cái tên ba kia sử dụng có một thứ gì đó rất đặc biệt và nó có một phần giống với vũ khí do Sarnok đã từng tạo ra nhưng lại mang một sức mạnh cực kỳ to lớn. Nhớ lại một phần trước đó thì hình như kỹ năng dòng dõi của Sarnok
là có thể tạo ra vũ khí chỉ bằng cách cắn vào vật liệu của nó. Còn trong chu kỳ ác của Sanok thì những thứ vũ khí của cậu ta tạo ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp vô cùng nặng lên cơ thể và biến nó thành khoái cảm. Ngay lập tức, CL đã phân tích và rồi Ri đã hiểu ra một điều gì đó. Liên quan đến vũ khí của tên ba kia, cậu liền lập tức đi tìm Sanok để hỏi rõ. Cùng lúc đó, bên phía của cái tên ba kia, hắn ta đã âm thầm tiến hành thực hiện kế hoạch của mình. Một cuộc chinh chiến để bắt cóc Iruma chuẩn bị hồi sinh của ma vương Dekila. Hắn có rất nhiều thứ trong tay mà ma vương đã từng sử dụng và cả một phòng thí nghiệm đầy rẫy những ác ma đã bị biến dị. Trong đó, hai thập tam quan đã bị mất tích, chính là thực vương và còn một người nữa đang bị biến hóa lại. Chưa hết, cái tên Kirigo cũng đang có mặt ở đó và hắn ta đang nở một nụ cười rất chi là man dợ. Iruma, cậu sẽ là của ta, mọi thứ sẽ sớm bắt đầu thôi, Iruma. Tên ba đã thông đồng với anh trai của Kalego vì hắn ta biết lý tưởng của con sói canh này là gì. Ba đã tiếp ứng thế lực của mình cùng với sói canh để bắt đầu tấn công đến những người nằm trong tam quan, bắt đầu tẩy não như cách mà tam quan bạo thực đã từng bị. Người bị nhắm đến đó là thiên nhãn Ataro, đầu lĩnh tứ phương Aimaemon, tân tập quan Mephisto bàn ngoại. Tiếp theo đó, hắn ta bắt đầu cử lục chỉ chủng hay hiện giờ tạm thời là ngũ chỉ chủng đi đến ngôi trường học của Tam Kiệt Belio nhằm bắt cóc âm thầm cháu trai của ông ta, cái tên cùng hạng năm hiện tại Viruma. Tên ba, hắn đang muốn nhắm đến Tam Kiệt nhằm hạ bệ một trong ba Tam Kiệt. Hắn tự tin mình đã có công chúa Sura, người có quyền nhất trong tộc ma thần. Tên ba, hắn đã điều tra và biết được điểm yếu chí mạng nhất của ba vị Tam Kiệt, đó là ba đứa cháu của ba tên già đó. Đó cũng là lý do tại sao mà hắn thừa biết trong bữa tiệc ba tên Tam Kiệt già sẽ bảo vệ ba cháu trai của mình để hắn có cơ hội thực hiện màn anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nên hắn sẽ ra tay ở đó. Và rồi một khoảng thời gian sau hơn 2 năm ở ma giới, đại vị trí của thập tam quan đã bị sốc khi Tam Kiệt Belio đã bị mất tích một cách bí ẩn. Cùng với đó, đội quân của công chúa ma thần Sura bỗng dưng có hành động lạ kỳ. Vậy thì kết thúc của mọi thứ sẽ được diễn ra như thế nào? Thì mọi người hãy cùng mình đón chờ tập cuối cùng của series Iruma Rimuru Sensei gọi cậu kia vào những ngày tiếp theo nhé.